Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy. Thì mình thấy cũng rất là nhiều anh em đang thắc mắc về việc là tầm giá từ 6 cho tới 8 triệu mua máy gì để chụp hình, quay phim và làm vlog ngon. Thì đây là con Samsung Galaxy S10 Plus, một con máy mà mình khuyên anh em nên lựa chọn để có một cái trải nghiệm camera gọi là tốt nhất để cả quay phim lẫn chụp hình. Vậy thì nó như thế nào và tại sao mình không lựa chọn các sản phẩm iPhone như là iPhone 8 Plus hoặc là iPhone XR, iPhone XS trong cái mức giá này? Thì hãy cùng mình bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Nếu như các bạn đang quan tâm đến sản phẩm Samsung Galaxy S10 Plus này thì cũng có thể tham khảo tại Clickbuy thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video này nhé. Đầu tiên thì mình cũng sẽ nói sơ qua về phần thông số của camera trước đi. Nó sẽ được trang bị bộ 3 camera với camera chính có độ phân giải là 12 megapixel, có khẩu độ có thể thay đổi từ f1.5 đến f2.4. Thì với khả năng thay đổi khẩu độ xuống f1.5 như thế này thì nó sẽ cho cái khả năng thu sáng khi mà chụp đêm tốt hơn, ít bị noise hơn, cũng như là nó sẽ đem lại chi tiết tốt hơn khi mà chụp đêm. Camera tiếp theo sẽ là camera tele với độ phân giải là 12 megapixel. Cuối cùng là camera góc siêu rộng có độ phân giải là 16 megapixel với khả năng quay video siêu chống rung. Mặc dù là nó sẽ không được trang bị các thông số khủng như là 48, 64 hay là 108 megapixel, nhưng điều này mình cũng đã nói trong rất là nhiều video lần trước, thông số nó cũng sẽ không nói được lên điều gì, quan trọng là thuật toán xử lý cũng như là chất lượng cảm biến nó như thế nào mà thôi. Và khi được trang bị đầy đủ các tiêu cự như là góc thường có, góc rộng có, tele có thì nó cũng sẽ đáp ứng được cực kỳ tốt trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Ví dụ như chụp phong cảnh hay là trong không gian hẹp thì nó sẽ có camera góc rộng, muốn zoom những vật ở xa không bị mất chi tiết thì có camera tele. Tiếp theo sẽ là một điểm hỗ trợ cực kỳ tốt trong chụp hình cũng như là quay phim của con S10 Plus này, đó chính là các tính năng của phần camera. Phải nói là nó cực kỳ đầy đủ, không thiếu bất cứ một thứ gì, như là tính năng quay video chuyên nghiệp, chụp hình chuyên nghiệp, chụp hình số phông và có thể chỉnh được bokeh ở phía đằng sau, và các tính năng quay khác như là chuyển động chậm, chuyển động siêu chậm và thời gian trôi nhanh. Nói chung là nó đã có gần như là đầy đủ các tính năng có trên smartphone hiện nay, tha hồ cho các bạn có thể sáng tạo với những tính năng này. Về khả năng quay video trên con S10 Plus này thì nó vẫn sẽ quay được tối đa ở độ phân giải là 4K 60fps, với màu sắc, độ nét và khả năng thu âm cũng như là chống rung nó đều đáp ứng được ở mức là tốt. Ok, đây là video 4K 60fps được quay ra từ con S10 Plus. Thì mình sẽ test khả năng thu âm cũng như là chống rung trên con S10 Plus này. Thì các bạn có thể thấy là hình ảnh cực kỳ là mượt mà, cũng như là cái khả năng chống rung của nó cũng cực kỳ là tốt. Màu sắc lên này, đấy các bạn có thể thấy không, màu sắc lên cực kỳ là tươi. Còn bạn nào muốn quay vlog bằng camera trước thì với con S10 Plus này nó vẫn còn quá là ngon. Với bộ đuôi camera, với camera chính có độ phân giải là 10 megapixel, camera còn lại sẽ có độ phân giải 8 megapixel hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Với camera đo độ sâu trường ảnh như thế này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ chụp hình xóa phông cũng như là quay video xóa phông. Đặc biệt là camera trước này nó vẫn sẽ quay được tối đa là 4K 60fps, cho nên là nó sẽ cho ra chất lượng cực kỳ tốt. Hello anh em, đây là video được quay ra từ camera trước của con Samsung Galaxy S10 Plus ở độ phân giải là 4K 60fps. Các bạn có thể thấy này, góc của con này cũng khá là rộng nhá, và cái khả năng chống rung thu âm của nó không biết là nó như thế nào, nhưng mà hiện tại mình thấy thì cái khả năng chống rung của nó khá là ổn khi mà quay bằng camera trước này. Khả năng cân bằng sáng của nó này. Vậy nên với cả camera trước và camera sau trên con S10 Plus này thì chả có điểm gì mà chê. Điểm tiếp theo cũng sẽ là một cái các bạn nên cân nhắc khi mà lựa chọn con Samsung Galaxy S10 Plus này thay vì là một con iPhone, đó chính là về bộ nhớ. Vì như các bạn đã biết thì với mức giá này để mua một con iPhone thì chắc là được tầm 64GB là cùng, và với nhu cầu quay phim là 4K 60fps nhiều thì chắc chắn sẽ cần rất là nhiều bộ nhớ. Còn với con S10 Plus này thì mặc định bộ nhớ trong của nó đã lên tới là 128GB, và các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng là 300.000 thì các bạn đã có ngay phiên bản 512GB bộ nhớ trong, tha hồ cho các bạn có thể quay phim ở độ phân giải cao mà không lo đến cái vấn đề là thiếu hụt bộ nhớ khi mà quay phim. Các bạn cứ tin mình đi, bởi vì mới đầu các bạn chọn máy thì cứ nghĩ là 64 hay là 128GB là đủ. Nhưng mà nếu như các bạn về quay phim ở độ phân giải là 4K 60 thì chắc chắn là trong thời gian ngắn thôi thì đã không đủ bộ nhớ rồi. Cho nên là với nhu cầu chụp hình và quay phim thì càng nhiều bộ nhớ càng tốt, đỡ phải lo đến việc là đang quay lại hết bộ nhớ. Cuối cùng sẽ là một điểm hỗ trợ cực kỳ tốt trong việc chỉnh sửa hình ảnh hoặc là video, đó chính là về màn hình của con S10 Plus này. Nó sẽ được trang bị một màn hình lớn là 6.4 inch Dynamic AMOLED cùng với độ phân giải là 2K.
nó có độ sáng cao, cho nên là khi quay hay là chụp ngoài trời thì nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Và với màn hình này để chỉnh sửa màu sắc các thứ thì khỏi phải bàn. Nhưng các bạn nên lưu ý một điều, đó chính là nhớ chỉnh màu màn hình về tự nhiên trước khi chỉnh hình hoặc là chỉnh video để có một cái màu sắc chuẩn hơn. Tại vì màn hình này nó có màu sắc khá là rực, cho nên là rất là dễ bị sai màu khi mà chỉnh sửa hình ảnh hoặc là video. Thì đó là những gì con S10 Plus này nó mang lại ở mức giá khoảng tầm 7 triệu. Khó có một con máy nào có thể hỗ trợ tốt cho việc quay phim cũng như là chụp hình như con này. Còn các bạn thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên để làm một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Clickbuy nhé. Bye bye.